cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng Nicodemo rằng: không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Môi-se treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Công đoàn phục vụ thân mến, Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ, vị anh hùng từng thành công trong việc giải phóng nô lệ, bãi bỏ chế độ chủ nô, duy trì sự thống nhất của Hoa Kỳ, đã bị ám sát vào tháng 4 năm 1865. Thi hài của ông được đưa về tiểu bang Illinois và được đoàn người đông đảo đón tiếp. Trong đoàn người diễu hành đi qua linh cữu, có một người phụ nữ da đen trên tay bồng một đứa bé. Khi đến gần thi hài vị tổng thống, bà mẹ liền nhấc bổng cậu bé lên và nói: con ơi, hãy nhìn kỹ đi, người này đã chết cho con đó. Điều mà người phụ nữ đã làm cho con mình thì hôm nay, qua ngày lễ suy tôn thánh giá, giáo hội cũng đang muốn mời gọi từng người chúng ta: hãy nhìn đi, nhìn cho kỹ, Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đã chết trên thập giá để đền thay tội lỗi của mỗi chúng ta. Chính Ngài đã từng quả quyết: khi nào ta bị treo lên, các ngươi sẽ nhận biết ta là Đấng Tự Hữu. Quả thật khi chứng kiến các việc xảy ra, viên đại đội trưởng đã cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: người này đích thực là con Thiên Chúa. Hôm nay khi cùng nhau suy tôn thánh giá, chúng ta được mời gọi để khám phá ra ý nghĩa và giá trị của thập giá, nơi mà Chúa đã chịu treo hôm xưa trên đồi sọ. Nếu trước kia thập giá là hình phạt của ô nhục cho các tội nhân gian ác, thì hôm nay qua Đức Kitô lại trở thành vinh dự, là sự cứu rỗi đời đời cho chúng ta. Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta. Nếu thập giá đã từng là bóng hình của khổ đau, của sự chết, thì hôm nay qua thập giá Đức Kitô, cả một nhân loại đã được vực dậy, được đưa đến với suối nguồn bất diệt. Như Môi-se treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì sẽ được sống đời đời. Nếu thập giá xưa là dấu chỉ của sự căm ghét hận thù, thì nay lại là biểu tượng của lòng yêu thương, của sự khoan dung tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Nếu thập giá đã từng là khí cụ của kẻ gian ác nhằm hủy diệt con người, thì nay thập giá lại trở thành phương dược mà Thiên Chúa sử dụng để đem đến sự giải thoát. Khi nào ta bị treo lên, ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta. Cộng đoàn phục vụ thân mến, trong bài đọc một trích sách Dân Số hôm nay đã kể lại câu chuyện trong hoang địa, trên đường hành trình về đất hứa, Israel đã kêu ca trách móc Thiên Chúa. Ngài liền nổi cơn thịnh nộ, cho rắn lửa bỏ ra cắn chết nhiều người. Họ hối hận và chạy đến cùng Môi-se. Thay mặt cho đám dân phản loạn, Môi-se đã hết lòng van xin Chúa khoan dung tha thứ. Ngài liền phán bảo ông: người hãy đúc một con rắn đồng treo nó lên làm dấu. Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì sẽ được sống.
việc treo con rắn lên gỗ, trên cột gỗ trong sa mạc, báo trước việc con Thiên Chúa được nâng cao trên thập giá tại đồi Canvê. Thập giá Chúa Kitô phá bỏ mọi lời nguyền của tội lỗi và sự chết, đồng thời giành được sự tha thứ chữa lành và sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Ngài, đấng cứu độ. Nếu như hôm xưa qua Môi-se, dân Chúa đã nhìn ra những sai trái của mình và theo lời Môi-se dạy mà nhìn lên con rắn đồng để được sống, thì hôm nay qua Đức Kitô và hiện thân của Ngài chính là các linh mục, đặc biệt nơi cha mới của chúng ta, cha Giuse San Đông Khang, Chúa cũng đang mời gọi Ngài từng ngày thi hành sứ vụ mục tử Giê-xu, khi không chỉ giúp cho dân Chúa đi sâu vào biến cố tử nạn đau thương của Chúa để thấy được tình thương mà Ngài đã dành cho họ qua thập giá, để nghiệm ra những ác quả của tội và còn để hoán cải lòng mọi người, trở thành phương tiện thánh hóa, đem lại ơn cứu độ cho mình và cha và cho cả người khác nữa. Nhưng cũng như lời Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nói, ngày nay người ta cần chứng nhân hơn thầy giảng, và nếu người ta tin vào lời các thầy giảng là vì các ngài đã sống điều mình dạy. Lời dạy về giáo hội phải đi vào cuộc sống của cha mới, của các linh mục, khi bản thân các ngài biết siêng năng, chiêm ngắm, suy niệm và sống cái linh đạo thập giá qua việc từ bỏ và hy sinh phục vụ mỗi ngày theo mẫu gương hy sinh của thầy Chí Thánh. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng sống mình vì người mình yêu. Có một vị linh mục tên là Galeati đã cho vẽ một bức ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh rất đẹp và treo ở giữa phòng. Hằng ngày sáng chiều, Ngài thường đến nhìn ngắm bức ảnh để suy niệm. Đối diện với cửa sổ phòng Ngài, phía bên kia đường là căn phòng của một người đàn bà giàu có và sống buông thả. Nhiều lần bà thấy vị linh mục đứng trước bức ảnh mà cứ tưởng là cái gương để làm đẹp. Lần lọ mà lân la tìm đến hỏi thăm về chiếc gương ấy, vị linh mục đã không ngần ngại chỉ cho bà biết chiếc gương này không chỉ phản chiếu nguyên hình của mình mà còn xóa đi các vết nhơ, các tật xấu, các khuyết điểm. Háo hức muốn xem cái tấm gương kỳ lạ, bà xin xem cho bằng được. Vị linh mục đã dẫn bà đến trước tấm ảnh Chúa chịu đóng đinh. Được thánh giá Chúa đánh động, cuối cùng bà đã thay đổi tính nết và đã chết trong tâm tình thánh thiện. Ước gì hình ảnh của cha Caliatin sẽ được nên một nơi cha mới của chúng ta, cha Giuse San Đăm Khang, để từ đó qua việc tái diễn hy tế thập giá mỗi ngày trên bàn thờ, nhất là qua cuộc sống hòa tan và gắn liền với sự từ bỏ hy sinh phục vụ của thầy Giêsu trên thập giá, Ngài sẽ làm cho nhiều người thấy được tình thương của Chúa dành cho mình qua thập giá, từ đó nghiệm ra cái ác quả của tội mà hoán cải ăn năn, nhất là còn biến những đau khổ thập giá trở thành phương tiện thánh hóa, đem lại ơn cứu độ cho mình và cho tha nhân. Hơn nữa còn tìm được sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng tội lỗi, nhất là còn được tình yêu Chúa cuốn hút lên cao, giúp chúng ta ngày càng thâm nhập vào thập giá của con Chúa, ngang qua những đau khổ, bệnh tật, nhục mạ, khinh khi, hiểu lầm, chèn ép, bạo lực, bất công, đói khát, thiếu thốn. Với những tâm tình ấy, giờ đây hiệp cùng cha mới, chúng ta hãy dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cùng với Ngài suy tôn và thờ lạy thánh giá của Chúa đang được tái hiện trên bàn thờ. Thánh giá của Chúa chính là nguồn mạch mọi phúc lành, là căn nguyên của mọi ơn thánh, đúng như Thánh Phaolô đã viết trong thư Galata: vinh dự của ta là thập giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta. Amen.